Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài bình luận Halloween thứ thiệt. Lại vừa có một tin khủng khiếp nữa từ Việt Nam đưa ra. Đó là có 3 nhà máy điện nguyên tử của Trung Cộng đặt sát nằm gần biên giới của Việt Nam. Gồm có Phòng Thành Quảng Tây, Trường Giang Quảng Đông và Sương Giang đảo Hải Nam. Những nhà máy này vừa mới bắt đầu chính thức hoạt động đã làm cho người dân rất lo ngại về cái tính cách an toàn cũng như là nguy cơ của nó có thể mang lại việc quá gần Việt Nam. Nhiều chuyên gia về nguyên tử Việt Nam cũng đã cảnh cáo cái việc phóng xạ gây nguy hiểm vì nằm ở các tỉnh biên giới. Ông Vương Hữu Tấn, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ lại nói rằng Việt Nam có thể nắm bắt được tất cả những thông tin khi bất kỳ sự việc nào xảy ra. Lời trấn an của những nhà lãnh đạo Việt Nam chẳng còn có ai tin được nữa vì họ chẳng nắm được ai mà chỉ có nắm đầu dân mà thôi. Và vì nắm bị suốt cho nên công ty Formosa tha hồ đầu độc biển, cá chết dân ăn không được xuất cảng bị EU tức là Liên minh Âu Châu chê trả về nguyên quán. Và cũng vì muốn nắm số tiền khổng lồ trong tay cho nên họ đã cho công ty Formosa khai thác thép 70 năm mà không cần hỏi ý kiến của dân. Chính ông Võ Kim Cự là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của Hà Tĩnh khi phát biểu tại buổi công bố kết luận thanh tra về sự việc này, thì ông ta thừa nhận việc Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng đã cấp giấy phép đầu tư dài hạn khi chưa được chính phủ đồng ý. Và kết luận kiểu khơi khơi chơi chữ, dấu hiệu vi phạm luật pháp và rằng là không phù hợp. Cái kiểu mà kết luận này thì ai cũng thấy rồi, trẻ sẽ chẳng có thấy ai phạm luật và bị phạt gì cả. Vì chỉ không phù hợp mà thôi, cho nên nhà nước cương quyết bảo vệ công ty Formosa cho đến cùng. Sau khi Nguyễn Phú Trọng vào thăm và khen thưởng xã giao công ty này, những cuộc biểu tình quy mô của dân chúng đòi trục xuất cái nguyên nhân gây bao nhiêu đau khổ cho người dân đã không làm cho các nhà lãnh đạo sáng mắt, mà họ còn đe dọa đem quân đội ra để mà đàn áp. Trong khi vụ Formosa càng ngày càng căng thẳng, dân chúng phẫn nộ vì không còn đường sống, thì một bản tin khác từ trong nước cho hay là Việt Nam vừa mới có một kế hoạch gọi là siêu dự án thép, quy mô lớn gấp đôi dự án Formosa từ năm 2020 cho đến năm 2025. Bộ Công Thương Việt Nam đã chấp thuận tiến hành dự án khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen ở Cà Ná, Ninh Thuận, với công suất là 16 triệu tấn một năm và tổng mức đầu tư dự trù là hơn 10 tỷ đô la. Dự án sẽ chính thức hoạt động vào năm 2019 và nếu mà dự án này được khai triển thì Việt Nam trở thành một công xưởng sản xuất thép lớn nhất của khu vực. Câu hỏi của những nhà quan sát chuyên môn thì thị trường thép đang lao đao vì đã dư thừa triệu tấn thép. Như vậy Việt Nam phê chuẩn siêu dự án thép để làm gì? Dân chúng đã nói rõ ràng rằng chúng tôi chọn cá chứ không có chọn thép. Ông Lê Phúc Vũ là lãnh đạo của công ty Hoa Sen khẳng định với báo chí rằng họ sẽ không để một giọt nước thải nào ra biển. Và nếu dự án gây ô nhiễm thì họ sẽ đóng cửa nhà máy và giao toàn bộ lại cho nhà nước. Chỉ có những người đầu óc tối tăm tham tiền, bán rẻ con dân như là Việt Cộng mới giả vờ tin nhau mà thôi. Formosa đã tàn phá hoàn toàn vùng biển của miền Trung, nay lại tiếp tay cho công ty Hoa Sen tàn phá nốt những biển nằm về phía nam. Những tên thái thú đã dàn ra khắp ngã hang cùng ngõ hẻm, cho nên tới khi mà giai đoạn chín mùi, muốn lấy Việt Nam chỉ dễ như là trở bàn tay, vì lúc đó thì dân Việt đã chết gần hết rồi. Vì cá thì không còn, cho nên phải ăn thép để mà thế cá, và ngửi phóng xạ rò rỉ từ nhà máy luyện nguyên tử rất sát biên giới. Với đà này thì vùng biển Việt Nam không bao lâu nữa sẽ biến thành bãi tha ma, chim, cá và người cũng thành những bộ xương khô như là những bộ xương Halloween trang trí. Nhắc tới ngày lễ Halloween thì thưa quý vị, gần ngày lễ Halloween rồi và tại Mỹ này thì nhiều nhà trang hoàng ma quỷ có cả những chiếc đầu lâu, có cả những chiếc quan tài để ở trong nhà. Và ngoài vườn thì đầy hình ảnh ma quái bay lượn. Thế nhưng đây chỉ là ma quỷ giả, nó chẳng có làm hại được ai. Thế nhưng mà ma quỷ có tên là Việt Cộng thì đó là ma quỷ thật, nó ăn tươi nuốt sống người dân. Chiếc quan tài trong nhà cũng là chiếc quan tài thật để mà chôn cất người thân vừa bị quỷ Việt Cộng giết hại. Thấy người nằm vắt vẻ sau chiếc xe gắn máy cũng là có thật của người anh mang xác của em về quê chôn cất vì nhà thương không chạy chữa và cũng không có cấp phương tiện để mà đưa người bệnh về quê chờ chết.
Đó là tất cả những thảm cảnh Halloween thứ thiệt ở Việt Nam do Quỷ Vương Hồ Chí Minh lãnh đạo. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.